bộ phim, Bully và những người bạn, tập phim chạy xe đạp một cách an toàn. Mẹ vừa mới mua gì nè? Mẹ, đây là xe đạp cho con gái, không phải cho con trai. Đừng nói bừa vậy, đây là mẫu xe đạp mới nhất vừa mới phát hành đó. Nhìn cái rổ dễ thương này mà xem, rất thích hợp cho mua sắm. Con sẽ không bao giờ đạp nó đâu. Tại sao? Con chỉ cần điều chỉnh yên ghế vừa với chiều cao. Không bao giờ, không. À, có điện thoại. Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Kevin! Don! Chào Suzy! Chào Don! Don, chắc đây là xe của cậu, đúng không? Đây là xe dành cho con gái mà. Ừ thì sao? Đây là mẫu xe đạp mới nhất đó nha. Vậy hả? Mẹ nói vậy á. Đúng vậy, hãy nhìn rõ xem. Nó thiết kế đẹp nhất từ khi xe đạp ra đời. Thật hả? Suzy, em nói với mẹ anh chạy xe đạp ra công viên chơi nha. Kevin, đi nào đó. Ok, chào Suzy. Chào mình. Đội cứu hộ xin nghe, đây là Jean. Thật sao? Đèn giao thông bị hỏng rồi sao? Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay. Đèn giao thông trên đường số 12 bị hư rồi. Rất nhiều trẻ em chơi ở khu vực đó, vậy thật không an toàn rồi. Mình sẽ đi xem. Haley, đi nào. Được, Bully. Kevin, xe của cậu là quá khổ quá. Không thể nào. Xe này phù hợp với mình nhất. Vậy hả? Mình lại thấy nó hơi lớn. Đến, cậu muốn chạy tới công viên không? Được. Đi nào. Mình chỉ đang cố ý chạy chậm thôi. Nếu mình đi nhanh từ đầu, mình sẽ tới nơi quá sớm. Được thôi. Gặp cậu ở công viên nha. Được rồi, chạy ở đây dễ hơn so với chạy trên vỉa hè. Ủa, Kevin đâu rồi? Chắc chưa vượt qua mình đâu. Mình phải nhanh lên. Mình mệt quá. Bully, mình đang ở phía trên cái đèn. Sẽ đi xuống và kiểm tra đó. Được rồi, Haley, mình sẽ tới đó sớm. Hả? Chuyện gì vậy, Haley? Kevin, em nên chú ý hơn. Em đã xém gặp tai nạn rồi. Em không nghĩ em đã làm chuyện gì nguy hiểm cả. Nên đó là lý do tại sao việc học cách chạy xe đạp an toàn lại quan trọng tới như vậy. Dạ. Chúng ta chỉ được chạy xe đạp ở những nơi quy định, như ở khu dành cho xe đạp hay sân công viên, nơi không có xe chạy. Đường xá thông thường có rất nhiều xe cộ. Nếu chúng ta chạy xe đạp như vậy thì có thể gây tai nạn. Chúng ta phải luôn nhớ đeo đồ bảo hộ khi chạy xe đạp. Nón bảo hiểm, miếng bọc khuỷu tay và đầu gối có thể bảo vệ chúng ta trong trường hợp bị té ngã hay gặp tai nạn trên đường. Và đảm bảo chiều cao của ghế ngồi phải vừa tầm với chúng ta để có thể chạy được thoải mái hơn. Việc chạy xe quá cổ hay quá nhỏ so với cơ thể chúng ta sẽ khiến cho việc chạy xe không còn được an toàn nữa. Dạ, em biết rồi Bully. Và nhớ kiểm tra những bước cơ bản về an toàn xe mỗi lần chạy nha. Kiểm tra phần bánh xe để đề phòng nó bị xì hơi. Phải chắc chắn phần thắng xe không có vấn đề gì. Chạy xe trước hết cần phải an toàn đã. Khi làm đủ hết mọi bước trên thì chạy xe mới thoải mái được. Đây là ghế phù hợp với chiều cao của em. Nhớ mang theo đồ bảo hộ và rồi mới tập chạy. Cảm ơn Bully. Cậu có chắc đây là xe của cậu không vậy? Đương nhiên rồi. Là
xe của mẹ cậu thì đúng ha. Đây không phải xe mẹ mình. Vậy chắc là xe của Suzy rồi. Chuyện đó không buồn rồi đó. Rút lại đó lại đi. Rút lại đó lại. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Đám cháy ở trong rừng. Chúng ta tới chưa? Một chút nữa thôi con. Một tiếng trước anh đã nói vậy rồi. Hả? Ba, có nhìn thấy không? Con má đằng kia kìa. Ở đâu? Wow. Tuyệt vời. Ôi mệt quá. Mẹ xem gì nè. Không, không, mẹ không cần. Nào, cười lên. Cười. Hả? Nhìn kìa. Hả? Có cháy rừng ở đằng kia. Jin, đội cứu hộ xin nghe. Jin, có chuyện rồi. Đang có trận cháy rừng ở núi Vroom. Cháy rừng? Gì vậy hả Jin? Đang có cháy rừng ở núi Vroom. Gia đình Peter đang ở đó. Cậu phải huy động đội cứu hộ ngay lập tức. Đã rõ. Bình tĩnh và nghe theo chỉ dẫn của con được chứ. Một, ra khỏi đám cháy và đi tới những nơi có địa hình thấp. Gió làm đám cháy lan rộng nên chú hãy đi ngược hướng gió thổi. Cảm ơn Jin. Vậy hướng gió là đi hướng nào? Hướng nào là hướng gió thổi đây? Nhưng mà giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta có phải gặp nguy hiểm không? Đừng lo lắng các con. Ba sẽ hướng dẫn và đưa chúng ta đến nơi an toàn mà. Phải không ba yêu? Đúng vậy. Sẽ ổn thôi, hãy tin ở ba. Hướng này, đi nào. Cơn gió khiến việc dập tắt ngọn lửa thật là khó khăn. Mình biết rồi, cố một chút nữa thôi. Này bác, bác kia. Bác kia, mình nghĩ là cậu cần giúp đỡ. May mắn mình có bố. Biết chơi. Nè Haley, tìm xem gia đình Peter ở đâu. Biết rồi. Ôi không, có hai con đường. Jin, một đường đã bị lửa thiêu cháy và một đường thì ổn, nên đi đường nào đây? Bây giờ hãy đi con đường vừa bị thiêu cháy. Con có chắc là đi đường đó không? Nếu nó đã bị cháy, ngọn lửa chắc chắn đã đi qua rồi, như vậy sẽ an toàn hơn. Chú hiểu rồi. Được rồi, đi hướng này. Mọi người có sao không? Ổn, bọn anh không sao. Jin, Jin. Điện thoại hư rồi. Vậy ba ơi, bây giờ mình phải làm gì đây? Peter, Lucy. Ồ, con nghe gì không? Haley. Hả? Dưới này. À, họ đây rồi. Rồi, tìm thấy rồi. Tốt, đưa họ đến nơi an toàn. Hãy kết thúc nó nào. Thật may là không có ai bị thương. Nhờ có chú Robert gọi điện báo nhanh, hầu hết khu rừng mới được an toàn. À, không cần cảm ơn đâu. Ba ơi, ba giỏi lắm luôn đó. Nếu chúng ta thấy một đám cháy rừng, gọi 911 và di chuyển đến nơi càng xa càng tốt. Đi tới nơi địa hình thấp, không nên lên trên cao. Gió sẽ làm lan rộng đám cháy, nên hãy đi ngược chiều hướng gió thổi. Nếu chúng ta đang ở trong đám cháy rừng, hãy nhớ đừng hoảng sợ tới nơi đã bị đám cháy đi qua, hoặc nơi có ít cây, đường thoáng và những nơi có đá sỏi đều được. Nhưng hơn hết, phải nhớ luôn giữ bản thân thật bình tĩnh. Như vậy, chúng ta sẽ được cứu thoát. Hiểu rồi.
vậy con? Mẹ, nhưng con sóc ban nãy thì sao? Không sao đâu, mẹ chắc là nó đã tới được nơi an toàn rồi. Wow, nó kìa. Con sóc đã an toàn rồi kìa. Có thấy không Lucy? Đấy, tạm biệt gia đình sóc con. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập 9, một ngày mưa. Ô trời ơi, có phải tụi con đang đọc sách không? Ê trời mơ, đọc sách là một lựa chọn tốt. Ba đến nhà Grab một chút, tạm biệt tụi con. Dạ được, hẹn gặp lại. Ba không ở nhà thì tụi con thấy thoải mái phải không? Tất nhiên. Ba đi chút xíu rồi về. Đây nè. Cảm ơn, mình sẽ trả lại sớm nhất có thể. Ồ, đây có phải là cần câu cá mới không? Cậu thích không? Đây nè, cần câu cá mới này có thể giúp mình bắt được một con cá rô 4 bao và một ngày đẹp trời đó. Vậy cuộn dây có tốt không? Tốt chứ, nhìn đây nè, cái này dành cho cá hồi. 10, 9, 8. Chúng ta nên trốn ở đâu? Chúng ta phải tìm một nơi nào đó để trốn. Hả? À ha, đây là nơi tốt nhất. Phải, có lẽ là nơi tốt nhất để tìm thấy trước tiên đó. Phải tìm một nơi tốt hơn để trốn thôi. Hả? Ồ, ha. Hai, một, em đến đây. Tụi anh ở đâu? Rồi, giờ em sẽ đi tìm Pita. Không có ai cả. Anh đây hả? Sai nữa rồi. Anh ấy trốn ở đâu? Sẽ mất nhiều năm mới tìm thấy anh được. Hả? Có phải Peter trên mái nhà không? Cẩn thận. Anh thắng rồi, em không tìm thấy. Peter, ra đây đi. Một lần nữa, Peter là nhà vô địch. Chờ đó. Ổn không? Em không sao, cảm ơn chị. Peter, sao em có thể làm chuyện như vậy được? Làm vậy thật nguy hiểm. Em chỉ muốn tìm một nơi ẩn nấp tốt để trốn thôi. Mặc dù nhà của chúng ta có thể là không gian an toàn nhất, nhưng điều tồi tệ vẫn có thể xảy ra, vì vậy chúng ta cần phải đề phòng. Nếu tụi em chạy trong nhà, tụi em có thể đụng trúng góc bàn ghế, sẽ bị thương, và đôi khi những thứ trên kệ có thể rớt xuống. Trong nhà bếp và phòng tắm, hãy để mắt đến nước trên mặt đất, đôi khi có thể trượt té, đặc biệt là nếu đang di chuyển nhanh.
Cuối cùng, đừng bao giờ đi ra khỏi cửa sổ, đặc biệt khi cửa sổ ở trên cao. Em không phải con chim, nơi tốt nhất để chơi luôn là sân chơi hoặc là một nơi nào đó ở bên ngoài, hiểu không? Tụi em nhớ đó. Tụi em hiểu rồi. Ba đã về rồi đi. Chào ba. Tụi con đã làm tốt lắm đúng không? Ba có bị thương không vậy? Không sao đâu ba ổn. Tiếng thần công của ba. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim vấn đề an toàn vào những ngày trời tuyết. Tuyết tuyệt quá. Anh làm gì vậy? Tuyết chơi. Là gì vậy? Anh đang làm một cái lâu đài tuyết. Thật sao? Đây, xong rồi. Thật tuyệt vời. Đây trông như tòa lâu đài dành cho công chúa vậy đó. Bây giờ giờ sao? Trông vui đó. Việc tiếp theo là làm một ông người tuyết thật lớn. Để em giúp anh. Đợi em với. Chào mọi người. Nào, nhìn xem mình mang gì. Cậu có sao không nhỉ? Nó trơn lắm, cậu phải đáp xuống thật là cẩn thận chứ. Mình muốn các cậu xem cái này. Đây là phát minh mới của Jin, là máy hút tuyết. Máy hút tuyết sao? Không phải rất tuyệt sao? Nó giúp ta dọn sạch và làm rất tốt. Khoan. Bị sao vậy? Sao nó không hoạt động nữa vậy? Haley, khoan làm đã. Mình nghĩ cậu nên để Jin sửa nó. Xong. Đã hoàn thành rồi. Đây. Tuyết chơi. Xong rồi. Chào con người tuyết. Tuyệt. Suzy, anh nghĩ chúng ta nên về nhà thôi. Về nhà hả? Tại sao vậy? Giờ anh đói bụng quá. Nhưng con người tuyết thì sao? Chúng ta để đó. Không được, cậu ấy sẽ ở đây một mình cả tối. Rất đáng sợ. Chúng ta không nên để cậu ấy một mình ở công viên. Em biết rồi, em sẽ đem về. Cái gì? Sao em có thể mang theo người tuyết chứ? Vậy thì anh về một mình đi. Còn em sẽ ở đây với cậu ấy. Được, mặc kệ em đó. Người tuyết của mình. Mình nghĩ như vậy là ổn rồi. Đúng, tiếp theo sẽ đến công viên để dọn tuyết. Tốt, trạm ghế, công viên. Đúng vậy. Em nôn quá à. Giờ người tuyết của mình sẽ an toàn trong nhà. Suzy, người tuyết sẽ chạy ra nếu để ở trong nhà đấy. Thật sao? Trời lạnh quá. Qua đường nào. Dạ được, em qua đây. Không, Suzy, em có sao không? Đau. Hey, là đèn đỏ. Ôi, không. Mình sắp được rồi, không dừng lại được. Đánh ra. Giờ, thật may là mọi người không sao. Nhưng mà xém chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Kevin, Suzy, khi trời tuyết, đường sẽ rất là trơn trượt. Trường hợp này, xe và người sẽ rất dễ gặp tai nạn. Xe không thể nào thắng gấp trên đường tuyết.
nên chúng ta phải đặc biệt cẩn thận khi quyết định băng qua đường lớn, hoặc là chúng ta đứng đợi cho các xe qua hết, hoặc là chúng ta phải chắc chắn rằng xe đã dừng hẳn trước khi bước qua đường. Và nếu qua đường với hai tay để trong túi, điều đó cũng không an toàn. Cách tốt nhất là nên mang theo găng tay. Chúng ta cũng nên tránh mặc quần áo màu trắng vào ngày tuyết. Mặc quần áo nhiều màu sẽ dễ nhận ra hơn. Em biết rồi, Polly. Nè mọi người. Hả? Ờ, nhìn xem. Quá, nhiều người tuyết quá. Ờ. Giờ có người tuyết mà chỉ có rất nhiều bạn. Giờ người tuyết của các em sẽ không phải trong tình trạng cô đơn nữa đâu. Và những người bạn. Tập 19, an toàn khi sử dụng điện. Wow. Vui quá à. Ồ, còn nhiều nơi để đến nữa đó. Đi thôi nào, Monster Truck. Thật là tuyệt vời. Được rồi, cho mình chơi thử đi, Johnny. Được rồi, nhưng chỉ một lần thôi. Hả? À ha, được rồi, Monster Truck. Ờ, chuyện gì vậy? Có bị hỏng không? Hết pin rồi đó. Nhưng chỉ cần để lên đây, cắm vào sẽ được sạc pin ngay thôi. Wow, Johnny, mình có thể sạc pin, mình mang về nhà nha. Cái gì? Không được, mình chỉ có một chiếc thôi. Chúng ta giao dịch đi, robot của mình đổi chiếc xe của cậu. Nè, cảm ơn Johnny. Peter, cậu có thể mượn trong một tiếng, sau đó đem trả cho mình. Con về rồi. Sạc ở đâu bây giờ ta? Những pha lừa bóng của cầu thủ đội này rất chậm. Nhưng may mắn là đội kia còn chậm hơn. Peter, cầu thủ số 7 nè con bóng. Chậm lại cho mẹ đi. Chuyện. Mẹ đang làm việc trên máy tính mà. Đây là cầu thủ số 9. Được rồi, mình một sẽ số. Dùng cái này. Peter, con làm ba không coi được rồi nè. Được rồi, cũng không phải cái đó. Vậy cái này nha. Không được đâu. Để lại ổ cắm đó cho em. Được rồi. Mình có thể sạc ở đâu đây? À ha, mình biết rồi. Làm vậy là tốt nhất. Cuối cùng cũng xong rồi. Peter, con làm gì vậy? Thật nguy hiểm khi cắm tất cả các ổ cắm cùng một lúc. Johnny cho con mượn Monster Truck của cậu ấy. Và con chỉ sạc pin thôi. Monster Truck? Con đã làm bài tập về nhà chưa vậy? Xin hãy cho con thêm chút thời gian nữa. Lát nữa con phải trả lại rồi. Không, Peter. Làm xong bài tập trước đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy mà mẹ. Mẹ ơi. Robert, em đi ra ngoài một chút nha. Được rồi, em đi đi, tạm biệt. Có vẻ như mình không phải hoàn thành bài tập về nhà trước rồi. Chiếc xe ở đâu ta? À, đây rồi. Được rồi, chỉ cần kéo ra ngoài. Như vậy thôi. Có chuyện gì vậy? Cuối cùng thì mình cũng có thể chơi Monster Truck. Sao? Trời ơi. Làm ơn chạy đi mà. Bốc mùi quá. Nếu mình rửa sạch thì chắc chắn là nó sẽ có thể hoạt động. Peter, mình đây. Đợi mình chút. Mình tới đây lấy lại Monster Truck. Nhưng Johnny đến sớm quá. Được rồi, đây nè. Nhưng sao bị ướt vậy? Mình cũng không biết nữa. Vậy tại sao không hoạt động? Có bị hỏng không? Dạ. Không phải vậy đâu. Mình nghĩ chỉ cần nạp năng lượng là sẽ hoạt động thôi à. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Cắm nó vào. Cậu ổn chứ? Cháy rồi. Cháy trong nhà của Peter. Cháy rồi. Cậu lên, tránh xa chỗ này ra đi. Được rồi.
Rồi, đỡ hơn chưa? Rồi em Bo, em thật sự cảm thấy rất sợ. Peter, chị nói em nghe, từ giờ em phải luôn cẩn thận với các thiết bị điện. Nếu như em cắm hoặc rút bất cứ thứ gì từ ổ cắm bằng tay ướt là một việc rất nguy hiểm. Nếu có gì đó bị ẩm ướt thì em có thể bị điện giật rất nghiêm trọng. Nếu em rút vít cắm bằng cách kéo dây điện như vậy thì em có thể làm xước bên ngoài có thể lòi dây điện ra. Thay vào đó phải luôn luôn cầm chặt vít cắm. Cuối cùng, đừng bao giờ cắm quá nhiều vít cắm vào một ổ cắm cùng một lúc, vì có thể quá nóng và gây ra quả quạng. Hiểu chưa vậy? Em hiểu rồi Amber, và em hứa sau này em sẽ cẩn thận hơn. Em cũng sẽ cẩn thận. Ôi không, không. Tôi mất rất mệt. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Không được gọi báo cháy giả. Chào các em, chúc một ngày học vui vẻ. Ô, Scooby. Hả, sao? Cái thắng xe bị sao vậy? Có phải phân chim không vậy? Hả, thật không, đâu? Ghê quá đi. Scooby, anh nên đi tắm đi. À, đưa ly nó ra cho anh đi. Scooby, đóng phân chim là giả đó. Nhớ cẩn thận phân chim đó Scooby. Em cần giúp đỡ, Manny bị co rút lại rồi. Hả? Co rút là sao? À, cứu em bị nhỏ lại rồi. Minnie, sao có thể như vậy được? Em lại lừa được chị rồi, hôm nay là cá thắng đâu. Hả? Hôm nay sao? Cậu ấy tới rồi. Hả? Các cậu đang học bài hả? Thật không bình thường. Ừ, cho bài kiểm tra. Yeah, có bài kiểm tra hôm nay. Hả? Kiểm tra? Đừng nói với mình là cậu quên rồi nha. Phải không Johnny? À, sao mình quên được? Hả? Tiệm đồ chơi đang tặng miễn phí. Max vừa đi qua và sau đó có chuyện xảy ra. Dạ, anh ấy ngã từ trên cây và đụng phải đầu. Sao Max trèo lên cây với cái bánh xe? Ý còn anh ấy đang lái xe rồi đắm vào phải vào bụng. Ý còn lại nữa. Ôi trời, lần thứ ba trong tháng rồi. Mau lên. Tụi mình giỏi quá. Mình đã lừa được hết mọi người rồi. Rồi, kế tiếp. Cô đang cháy ở bến tàu. Phải, nó đang cháy ở khắp mọi nơi. Chị phải làm gì đi? Chị đã biết rồi. Thôi. Yeah, mình đã lừa được mọi người. À, bây giờ là cháy thiệt rồi. Cháy lớn quá, ôi trời. Trên đây có thể giúp gì? Em cần giúp, đang có đám cháy ở nhà máy. Hả? Không phải em nói có cháy ở bến tàu sao? Dạ, thật ra em đã nói dối. Hả, Peter? Em có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không hả? Em xin lỗi, nhưng lần này là thật đó. Tin em đi. Lần này là cháy thật rồi. Hả? Rồi, đám cháy ở bến tàu là giả. Hả? Nhưng bây giờ có một đám cháy thật ở nhà máy. Cậu biết phải làm gì rồi đó. Được rồi, mình đến đó đi. Trời ơi.
Em cảm thấy thật là tệ. Các em, những cuộc gọi lừa người như vậy sẽ mang lại hậu quả khó lường. Nói dối như vậy không chỉ phạm pháp. Khi em nói dối về đám cháy, lính cứu hỏa sẽ tập hợp đến nơi không cần thiết. Vấn đề xảy ra, nếu như có đám cháy thật, họ sẽ không thể đến nơi cứu lửa kịp thời, và nó sẽ gây ra thiệt hại khôn lường. Cuộc gọi lừa gạt như vậy có thể đẩy người khác vào nguy hiểm. Hèn chi Trinh trông có vẻ rất giận. Tụi em sẽ không gọi lừa ai nữa. Tụi em nói không. Đúng vậy, sẽ không lừa ai nữa đâu. Sao lại lừa mọi người? Chúng con cái gì đó? Xin lỗi. Đứng lại. Tập phim Cây Tình Bạn. Rồi, cậu nhìn kìa, hoa đang nở trên cây đó. Đúng rồi, Holly, cậu có biết cây này có một cái tên rất đặc biệt không? Tên là gì? Cây Tình Bạn. Kev và Petey đã đặt tên như vậy khi họ nhìn thấy hai cây mọc dính chung với nhau như những người bạn đang nắm tay nhau vậy. Cây Tình Bạn hả? Cái tên nghe rất là hợp với họ. Thursday. Hả? Cậu có thể cho mình rửa trước được không? Mình cần phải đón một khách hàng trong vòng 10 phút nữa. Không, hôm nay không được. Mình cũng đang rất bận rộn mà. Thursday, mình thật sự không thể đi đón hành khách với chiếc xe dơ như vậy được. Hãy cho mình rửa trước đi. Mời người tiếp theo. Xin vui lòng đi theo dịch màu vàng. Hả? Xin lỗi, mình không nhường được. Thursday. Trời đất ơi. Thursday, nhanh lên. Chờ chút, mình phải rửa kỹ mới được. Mình có thể bị trễ giờ đón khách đó. Ôi trời, nếu mình đợi kép thì sẽ bị trễ cuộc họp mất thôi. Tốt hơn là mình đi xe khác vậy. Anh ấy đi rồi, mình không thể tới đúng giờ. Tất cả đều là lỗi của Posty. Được rồi, mình sẽ không bao giờ đếm xe tới cậu nữa đâu. Mình sắp trễ giờ rồi. Tại sao hôm nay trạm sạc lại đông như vậy chứ? Hả? Có phải Cap không? Đã sạc xong, mời khách tiếp theo. Cap. Posty. Rất vui được gặp cậu. Cho mình sạc điện trước nha. Hôm nay mình có nhiều việc phải làm lắm. Sao? Không đùa đâu. Mình cũng có nhiều việc phải làm lắm nha. Cap, làm ơn để mình sạc trước đi. Không. Hả? Bây giờ mình sẽ sạc trước. Và mình còn phải sạc cho này bình nữa. Bắt đầu sạc điện. Mình có thể bị trễ giờ giao hàng cho khách. Quý khách đã được sạc đầy bình. Chúc cậu may mắn nha. Trạm này đã hết điện rồi. Vui lòng sử dụng trạm khác để sạc điện. Tại sao ngày hôm nay Posty lại tới trễ như vậy? Con không biết nữa. Chú Peter. Posty, sao con hẹn rồi mà tới trễ vậy? Con xin lỗi chú mà chú Peter. Nếu Cap cho mình sạc điện trước á, thì mình sẽ không bị chú Peter mắng. Tất cả đều là lỗi của Cap hết. Tại sao cậu lại nói là lỗi của mình chứ? Vì cậu mà mình đã đến trễ và còn bị chú Builder mắng nữa đó. Cậu thấy chưa hả? Cậu nói gì hả? Cũng vì cậu không cho mình rửa xe trước nên mình mới tới đón khách trễ á. Cậu đã cố tình không nhường mình tại trạm sạc có đúng vậy không? Cậu đúng là trẻ con. Cậu nói ai là trẻ con hả? Có ai khác ở đây ngoài cậu hay không? Gì chứ? Cậu còn trẻ con hơn mình 100 lần á. Phải Khép và Posty không? Cậu... chuyện gì đang xảy ra cậu vậy? Để mình coi sao. Sao hai người cãi nhau vậy? Cậu đến đúng lúc lắm. Cậu hãy nói với Cap rằng mình không phải là bạn của cậu ấy nữa.
cậu cũng nói với Posty là mình không phải là bạn của Posty nữa. Hai người đợi chút. Ôi không. Cái gì? Kép và Posty đã cãi nhau sao? Điều đó cũng bình thường mà. Họ thường hay cãi nhau vào lúc sáng sớm. Lần này thì mình thấy khác đó. Họ đã rất tức giận và còn la mắng đối phương. Mình không thể khuyên họ dừng lại. Thật sao? Có vẻ như là một vấn đề lớn. Vấn đề lớn lắm đó. Chúng mình có kế hoạch gì cho họ không? Mình nghe nói cây tình bạn đang nở hoa. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nói cho họ biết điều đó? Phải, họ là người đã đặt tên cho cái cây tình bạn đó mà. Nếu chúng ta nói họ biết hoa đang nở thì họ sẽ đi xem. Và sau đó thì họ sẽ nói chuyện rồi làm lành với nhau luôn. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Tốt lắm, nhưng chúng ta cần phải lên kế hoạch. Thật không? Hả? Cây tình bạn đang nở hoa đó hả? Khi mình nói với Khép về chuyện cây tình bạn đang nở hoa thì cậu ấy nói là phải đi xem bởi vì cậu ấy có kỷ niệm đặc biệt với cái cây thật đó. Thật sao? Không biết những kỷ niệm đặc biệt mà Khép nói tới là gì nữa. Cây tình bạn hả? Chúng ta gọi cái cây này là cây tình bạn đi. Và chúng ta hãy đến đây khi hoa nở để đánh dấu tình bạn của hai chúng ta nha, Posty. Đừng thôi. Cậu có biết không? Cây tình bạn đang nở hoa đó nha. Lúc nãy mình tình cờ gặp Posty và có nói với cậu ấy về chuyện cây tình bạn đang nở hoa. Cậu ấy nói cậu ấy có kỷ niệm đặc biệt với nó và sẽ đến đó để xem ngay. Posty còn nhớ cái cây tình bạn hả? Cậu nghĩ có thành công không? Mình nghĩ là đã thành công rồi. Có phải Posty không? Khác. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Mình đang trên đường để đón khách. Cậu tránh đường cho mình đi. Mình đến đây trước mà. Cậu mới là người phải tránh đường đó. Mình mới là người tới đây trước đó. Cậu mau tránh ra đây. Cái gì chứ? Mình không có lý do để nhường đường cho cậu đâu. Vì mình đến trước. Mình tới đây trước mà. Tránh ra. Tránh ra. Các cậu nghĩ rằng kế hoạch có thành công hay không? Chắc chắn rồi. Mình không biết ra sao nữa. Mình rất tò mò muốn biết mọi chuyện. Mình sẽ đi xem mọi chuyện ra sao. Cậu ấy đúng là một người tò mò mà. Đúng rồi. Chắc là làm lạnh rồi. Cứu chúng mình với. Điều gì đã xảy ra với họ vậy? Haley, mọi chuyện sao rồi? Không, không suôn sẻ. Mình sẽ mở video cho cậu coi. Được rồi. Trời ơi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu họ làm lành với nhau rồi thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Mọi người ơi, hãy đến đây nhanh nhất có thể. Được rồi, Haley. Chúng mình sẽ đến đó. Mình không đẩy các cậu ra khỏi đây được. Mọi người có ổn không? Cứu rồi. Mình đẩy mạnh lắm rồi. Cũng không thể đẩy họ ra khỏi đó. Mình nghĩ rằng chúng ta phải chặt bỏ một bên của cây tình bạn mới được. Cái gì? Phải chặt bỏ một bên cây sao? Đừng làm điều đó. Làm vậy không giải quyết được đâu. Đừng lo lắng.
Tụi mình chắc chắn sẽ giải cứu cả hai cậu và cây tinh bản. Rồi, kéo cây ra từ từ để tạo ra khoảng trống đi. Còn Amber, đẩy Cap và Posty ra khỏi đó. Mình hiểu rồi. Mọi người có sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, Polly. Mình cũng sẵn sàng. Được rồi, bắt đầu nha. Trời ơi, quà sắp rơi xuống luôn rồi. Sắp hoàn thành rồi, cố gắng thêm chút nữa. Cảm ơn trời vì chúng ta đều an toàn. Phải. Nhưng vì sự ngoan cố của chúng mình mà khiến cho cây tình bạn bị thương như vậy. Nếu chúng ta chăm sóc tốt thì cây sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Nếu chúng mình nhường đường cho nhau thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi. Xin lỗi Cap. Không sao, mình cũng xin lỗi. Chắc chắn sau này mình sẽ luôn luôn nhường đường cho cậu. Không đâu. Hả? Mình nhường cho cậu mới phải chứ. Có vẻ như kế hoạch của chúng ta đã thành công tốt đẹp rồi đó. Chắc chắn vậy rồi. Kế hoạch gì vậy? Đây là một bí mật. Bí mật của Pork. Mình phải làm sao đây ta? Chú Builder. Chào chú Builder. Xin chào hai đứa. Có gì làm chú phiền não sao? Đúng đó Polly, chú đang mở đường ở đây. Nhưng mà con nhìn đi nè, cái cây này nó chặn hết đường rồi. Đây là một vấn đề rất khó khăn. Còn có ý này. Ý gì vậy con? Chúng ta hãy di chuyển cái cây và trồng cái cây ở một nơi khác. Nhưng chúng ta có thể trồng một cây to như vậy ở đâu chứ? Chú đừng có lo lắng. Tụi con sẽ tìm một nơi phù hợp để trồng cái cây. Có thật không? Dạ. Vậy nhờ tụi con hết nha. Không có gì. Trồng cây ở chỗ khác. Phải, chú Builder đang mở đường. Nhưng có một cái cây lớn chặn ở giữa đường. Cái cây vừa to vừa đẹp. Nếu tìm thấy một nơi thích hợp để trồng thì đó sẽ là một nơi nghỉ mát rất tốt. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta đang giúp cho cả chú Builder và cái cây luôn. Chính xác. Được rồi, mình sẽ đi tìm nơi thích hợp để trồng cái cây này. Mình sẽ bắt đầu đào ở đây. Có đóa hoa ở ngay đây nè. Bruno, đến đây giúp mình. Được rồi. Hốt, cậu có thể đào ở đó không? Được rồi, cậu cứ đổ hết đi. Hốt à, cậu đi đâu vậy? Hốt. Cậu thấy sao? Được lắm đó. Có ánh mặt trời và đất cũng tốt nữa. Đây chính là nơi hoàn hảo nhất để trồng cây. Sẽ tốt hơn nữa nếu chúng ta thêm cái ghế. Phải, đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Mọi người có đồng ý chọn nơi này không? Đồng ý.
Bốt lại đi đâu nữa vậy ta? Cậu ấy lại đi nữa rồi. Hành vi của Bốt đáng nghi ngờ lắm luôn á. Bốt, nói cho mình biết đi, mấy ngày nay cậu làm gì vậy? Ủa, cậu lắc đầu làm sao? Cậu đang giấu cái gì có phải không? Mình chắc chắn là có chuyện gì mà. Tụi con sẽ di chuyển cây, sau đó chú có thể làm việc ngay. Cảm ơn. Tạm biệt cái cây to nha. Được rồi, Terry, cẩn thận nha. Đừng có lo lắng nha, Bully. Đi chung nào. Mọi người, bốt lại đi đâu nữa rồi kìa. Cái gì? Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu xem cậu ấy giấu giếm chuyện gì. Đợi mình về. Cậu ấy đi đâu vậy? Xích chút là bị phát hiện rồi. Không, cậu ấy đi đâu rồi? Chúng ta để cái ghế ở kia đi. Được rồi. Chúng ta đã hoàn thành rồi. Rồi, cậu có thể phun một ít nước lên cây không? Được thôi. Cái gì? Mất dấu rồi hả? Cậu ấy biến mất ở trước mặt mình. Đó là thời điểm tốt nhất để mình tìm hiểu bí mật. Xin chào. Hả? Rất vui được gặp chú Bill đó. Xin chào mấy đứa. Mà nè, Thoát đâu? Cậu ấy đi rồi, lát nữa sẽ quay trở lại. Vậy hả? Chúng ta phải bắt đầu làm ngay. Thôi được rồi. Đi nào, không cần đợi cậu ấy nữa đâu. Dạ. Con làm gì ở đây vậy? Cậu làm gì ở đây vậy, Pork? Tìm thấy con ở đây thì tốt quá rồi. Chú sẽ nói luôn. Dạ. Chúng ta sẽ mở đường ở đây và lắp cây cột đèn. Runner, con bắt đầu. Đào ở chỗ này đi con. Thoát xúc đất cát lên cho đâm phu. Mát thì cán đường cho thật bằng phẳng. Dạ. Chú muốn con đào ở đây có phải không? Phải. Con làm liền. Mình sẽ đuổi theo cậu ấy. Mình sẽ không để mất dấu lần nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bob, dừng lại. Cậu đi đâu vậy? Mình thấy cậu rồi. Không, coi chừng. Coi chừng. Coi chừng. Cẩn thận cậu. Hốt, cậu có ổn không vậy? Cậu ở đây đi, mình gọi đội cứu hộ tới. Vậy là cái cây đã được trồng an toàn rồi, đúng là tốt quá đi. Terry đã giúp chúng mình rất nhiều. Nếu không có cậu ấy, chắc không làm được. Đúng vậy, và đó chính là nơi thích hợp nhất để trồng cái cây to. Hayley đã tìm thấy một nơi hoàn hảo, có phải không? Mọi thứ đều tuyệt vời. Cái cây thì có một nơi ở mới, và chú Builder thì cũng có thể mở đường ở đó mà, phải không? Hả? Jean của đội cứu hộ nghe đây.
Gina, Pot xảy ra tai nạn ở ngã ba đường số 12. Mau tới đây nhanh lên đi. Cái gì? Xe tải tông vào cô ấy rất là nguy hiểm. Đừng lo lắng Bruno, đội cứu hộ sẽ tới đó ngay. Lily, cậu bay tới hiện trường trước, coi tình hình thế nào. Được rồi. Cậu hãy nói cho mình biết là đã xảy ra chuyện gì đi. Kelly. Đừng lo lắng Pop, đội cứu hộ đang đến đây đó. Cậu hãy cố gắng lên nha. Tới rồi. Cố lên. Ở đây nè. Ở đây, ở bên đây. Pop, cậu ổn chứ? Rồi, hãy kéo Pop lên đi. Được rồi. Cẩn thận. Amber, kiểm tra coi Pop có sao không? Được rồi. Dừng lại, Harry. Có chuyện gì vậy? Có một tai nạn, tụi mình đang trong lúc giải cứu, cho nên mình nghĩ là cậu đi đường khác sẽ tốt hơn. Vậy được rồi, mình sẽ đi đường khác. Cảm ơn Terry. Không sao đâu, mình chỉ muốn xem coi cậu có bị thương không. Pop. Amber, có lẽ cậu ấy đang đau đó. Mình sẽ tới gần hơn để kiểm tra. Pop sao rồi? Amber đang kiểm tra cho cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ cúi xuống và không di chuyển gì cả. Bully, mình nghĩ chúng ta nên đưa Pot về trạm cứu hộ để kiểm tra thật kỹ càng mới được. Được rồi, Pot yên tâm, tụi mình sẽ đưa cậu về trạm cứu hộ ngay lập tức. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hả? Có một bông hoa. Có một bông hoa trong cái xúc của Pot. Một bông hoa? Bông hoa này ở công trường xây dựng mà. Pot, cậu đang cố gắng bảo vệ bông hoa này hả? Được rồi, giờ mình đã biết bí mật của Pot. Bí mật? Phải. Là bông hoa này đúng không? Đúng. Rất đẹp. Pot, Bruno nói cho tụi mình nghe rồi. Nếu sau này có chuyện như vậy xảy ra nữa thì nhớ nói cho tụi mình nghe nha. Chúng mình sẽ giúp cho cậu. Cậu biết gì không? Bông hoa này và cái cây này rất xứng đôi đó. Phải, để bên cạnh nhau rất hoàn hảo. Giống như mình. Mình nữa. Mình nữa. Phải, giống các cậu. Hãy làm theo quy định. Mình sắp hết pin rồi sao? Đừng mà, không có trạm sạc nào ở gần đây hết. Spooky. Xin chào Cap. Rất vui vì gặp được cậu ở đây. Mình sắp hết điện rồi, cậu có thể giúp mình được không? Mình không thể chạy xa hơn được. Mình xin lỗi, mình đang trên đường đến chỗ của Posty. Cậu ấy cũng nói là có chuyện khẩn cấp á. Vậy hả? Cậu có thể giúp mình liên lạc với đội cứu hộ không? Tất nhiên, cậu chờ ở đây đi. Bảo họ nhanh lên nha. Mình biết rồi. Được rồi. Đã xong rồi đó. Giờ mình cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn Amber. Mình chỉ sạc được một chút cho cậu thôi. Cậu nên đến trạm sạc gần đây để sạc đầy bình nha. Nhưng trạm sạc cách chỗ này xa lắm luôn á. Mình ước có một trạm sạc khẩn cấp được gắn gần đây cho dễ sạc. Trạm sạc khẩn cấp để sạc điện sao? Đúng là có rất nhiều bạn bè của chúng ta hết năng lượng khi đang đi trên đường. Và không thể làm gì ngoài việc chờ đợi ai đó đến tiếp năng lượng. Nếu họ không được giúp đỡ kịp thời thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Cậu nói đúng.
Khi đang di chuyển trên đường thì không ai dám sạc điện quá lâu đâu, vì có thể sẽ gặp chuyện gì đó. Mình biết, và ở thị trấn Rum chỉ có một trạm sạc duy nhất thôi. Mình chắc rằng những người không sống trong thị trấn rất khó đi sạc năng lượng. Ember nói rằng chúng ta nên xây dựng một trạm sạc khẩn cấp đó. Được không, cậu nghĩ sao? Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta cần phải nhấn mạnh với mọi người rằng chỉ được sử dụng nếu có trường hợp khẩn cấp mà thôi. Rồi, vậy làm thế nào? Tuyệt vời, mình sẽ đi gặp Stacy để chúng ta có thể cùng nhau lên kế hoạch. Ý em muốn nói chính là nguồn điện ở trạm sạc này sẽ được lấy từ đây. Và khi chị nhận được thông báo nguồn điện yếu thì chị sẽ ghé qua đây để sạc đầy, có đúng hay không? Dạ, vì trạm sạc này không sử dụng nhiều nên không tốn điện nhiều đâu chị. Stacy! Xin chào mọi người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng mình đã gặp nhau trên đường. Và họ nói rằng họ cũng đang trên đường đến trạm sạc. Trạm sạc hoạt động chưa vậy? Trạm hoạt động ngay bây giờ nhờ có sự giúp đỡ của Stacy. Ember đưa ra ý kiến mở một cái trạm sạc khẩn cấp ở đây thì thật là tuyệt vời. Wow, điều này thật thú vậy. Vậy thì mình giao hàng sẽ tiện lợi hơn. Giờ mình không phải lo lắng về việc năng lượng của mình gần sắp hết nữa. Cậu nói đúng, bây giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhớ kỹ nha, trạm sạc này chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp thôi. Đúng vậy, lượng điện của trạm sạc này chỉ đủ để sạc cho 5 chiếc xe là hết điện rồi. Vì vậy bất đắc dĩ mọi người mới được sử dụng thôi. Đúng đó, có nghĩa là chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi. Được rồi. Trạm này ngay ở sân sau nhà mình. Mình không cần phải đi đến trạm sạc của Stacy nữa. Sạc bắt đầu, xin vui lòng chờ. Đã sạc đầy. Và còn nhanh hơn nhiều so với trạm sạc cũ. Wow, vậy tin đồn là có thật rồi. Mình có thể sạc điện ở đây thay vì đi tới trạm sạc của Stacy. Sạc bắt đầu, xin vui lòng chờ. Đã sạc đầy. Chào buổi sáng. Xin chào. Hôm nay ở đây yên tĩnh quá vậy? Quá yên tĩnh luôn đó. Vậy là sao? Tránh ra nào. Hả? Stacy, Clini cần chị giúp. Clini. Được rồi, Clini. Ôi trời. Spooky, cậu bị làm sao vậy? Stacy đã nhờ mình đi kiểm tra máy phát điện ở trạm sạc mới. Vì hình như trạm sạc mới hết điện quá nhanh. Còn trên đường đi, mình thấy Clini ở giữa đường không di chuyển được. Thật sao? Clini, em đỡ hơn chưa? Nói mình biết đi, tại sao cậu lại để mình hết điện như vậy chứ? Mình đến trạm sạc khẩn cấp, nhưng khi mình đến đó thì trạm sạc khẩn cấp đã không còn điện nữa rồi. Đừng nói với chị là lại hết điện nữa nha. Lại hết là sao? Vậy ý của các cậu muốn nói là hôm nay Stacy đã phải sạc điện ở trạm sạc mới 2 lần luôn rồi sao? Sạc lần đầu tiên vào sáng nay khi chị ấy thức dậy và nhìn thấy cảnh báo nguồn điện đang yếu. Sau đó chị ấy lại sạc đầy vào giờ ăn trưa. Và chị ấy nói rằng hầu như không ai tới trạm sạc điện cũ để sạc vào hôm nay hết. Vậy là mọi người đang sử dụng trạm sạc mới vì thuận tiện hơn việc tới trạm sạc cũ rồi. Có vẻ như kế hoạch không diễn ra theo cách chúng ta mong muốn rồi. Trạm sạc mới còn làm cho Stacy phải tốn công nhiều hơn nữa đó. Có thể xây dựng trạm sạc mới là một sai lầm. Dường như gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết vấn đề thì phải đó. Đây là một vấn đề lớn. Chúng ta không thể giám sát trạm sạc cả ngày được, nên chúng ta cũng không thể bắt tại trận ai hết. Không cần phải tốn thời gian tới trạm sạc cũ nữa. Hai người này đang làm gì ở đây vậy? Sao vậy? Không có gì. Mà các cậu đến đây sạc điện hả? Đúng, có gì không? Không. Hả? Chỉ đủ sạc cho một chiếc nữa thôi. Được rồi, mình sẽ sạc điện, vì mình tới trước mà. Chúng mình đã tới đây cùng một lúc mà. Không phải đâu, là mình tới trước cậu. Hôm nay mình thật sự có rất nhiều việc cần phải làm mà. Mình đảm bảo mình bận rộn hơn các cậu á. Hay cho mình sạc đi. Mình không kịp đi sạc ở chỗ xa. Mình phải hoàn thành công việc của mình ở cảng.
mình mới bắt đầu làm việc nên không muốn gặp rắc rối đâu. Mình thật sự xin lỗi Lifty, nhưng mình cũng có một công việc thật sự rất quan trọng. Nếu như mình không giao hàng đúng hạn thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nên mình cần phải được phạt. Xin vui lòng chờ. Sao cậu lại làm vậy? Cậu qua mặt cả hai tụi mình luôn á. Thôi chết rồi. Jin cũng được cứu hộ nghe đi. Nghe, chúng mình cần gấp. Trường hợp khẩn cấp. Có một đám cháy xảy ra tại trạm sạc khẩn cấp. Cap Posty Lifty đang ở đó. Rất nguy hiểm nên mọi người hãy cẩn thận và mau tới đó. Được rồi. Mọi người ổn chứ? Bô ly, chạm xe sẽ nổ tung đó. Đi mau. Mọi người có ổn không? Vẫn ổn. Rồi, cậu có thể tắt nguồn không, Haley? Còn Roy thì đi dập lửa đi. Được rồi. Nè, xảy ra tai nạn này là ba cậu dành nhau để sạc sao chứ? Thôi nào, các cậu cũng biết là không nên sạc mà. Mình biết, nhưng mình thấy việc sạc ở trạm này dễ hơn rất nhiều so với sạc ở trạm của Stacy. Xin lỗi. Không cần phải xin lỗi tụi mình, mà xin lỗi bạn bè của các cậu, những người đang cần sạc gấp mà không có điện để sạc. Bully, mình nghĩ chúng ta nên dẹp trạm sạc này sẽ tốt hơn đó. Không, quan trọng là chúng ta cần trạm sạc này. Phải, chúng mình hứa sẽ không sử dụng bừa bãi nữa, chỉ khi thực sự khẩn cấp mới dùng thôi. Mình hứa mà. Rồi, trạm sạc khẩn cấp này là ý tưởng của Amber, nên cậu ấy quyết định sao cũng được tùy theo ý của cậu ấy thôi. Đồng ý. Vậy phụ thuộc vào việc các bạn có giữ lời hứa hay không. Được, chắc chắn mà. Được rồi, mình sẽ cho các cậu cơ hội thực hiện lời hứa. Hả? Cảm ơn em ạ. Các cậu biết mình đang nghĩ gì không vậy? Cậu đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là chúng ta nên đi tới trạm sạc của Stacy. Đúng vậy Lifty, chúng ta chỉ nên sạc ở đây khi gặp chuyện khẩn cấp mà thôi. Ngoài ra thì không nên sạc ở đây đâu, biết chưa? Đi thôi. Tập phim kế hoạch bí mật của Cam.
Chúng mình đi đây chim. Hôm nay đúng là một ngày tốt. Đây là một ngày tốt để đi tuần tra đúng không? Phải. Ngày mai có phải là ngày Kem về không? Đúng rồi đó. Mình rất mong được nghe tin tức mà Kem mang về. Mình ước rằng một ngày nào đó Kem sẽ đến sống ở đây. Sau đó chúng mình sẽ được nghe về những cuộc phiêu lưu thú vị của cậu ấy. Đúng vậy. Được đi du lịch giống như Kem đúng là tuyệt vời. Được rồi mọi người, mình đi làm việc thôi nào. Được thôi. Xin chào ba cậu. Xin chào Cici. Xin chào buổi sáng cô Bèo. Xin chào Cici. Chào Cici. Mình gặp Kem trên đường nên chúng mình cùng tới đây luôn. Ngạc nhiên chưa? Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Chào buổi sáng cô gái. Xin chào Kem. Kỳ lạ quá, thực sự chỉ có 10 thôi sao? Dạ, chắc chắn là 10 mà. Có phải là mình tới đây thường xuyên quá cho nên không được chào đón hay không? Kem, sao con nói vậy? Con có nói là ngày mai mới đến phải không? Đó là kế hoạch ban đầu của con, nhưng con đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Con tới đây sớm để xem mọi người chào đón con như thế nào đó mà. Sao? Cậu nói gì vậy hả? Không có gì. Nếu ngày mai có ai hỏi về tung tích của mình thì các cậu chỉ cần nói với họ rằng các cậu không biết gì cả và phải giữ bí mật rằng mình đang ở đây nha. Nhưng nếu nói với mọi người như vậy thì mọi người sẽ lo lắng cho cậu lắm á. Đó chính xác là những gì mà mình muốn. Khi mọi người đang lo lắng thì mình sẽ xuất hiện ở ngay trước mặt họ với hàng tấn quà tặng thật dễ thương. Ta-da! Wow. Nhưng vấn đề là nếu như không có ai lo lắng cho mình hoặc không chào đón mình tới đây thì điều đó chứng minh rằng bạn bè của thị trấn Rum đã không còn yêu thích mình nữa và mình sẽ quên việc coi nơi này thành quê hương của mình luôn. Kem, sao cậu lại nói vậy? Dù sao đi nữa, hãy làm như mình yêu cầu đi mà. Mình thật sự muốn biết bạn bè của mình quan tâm tới mình như thế nào mà. Làm ơn hãy giúp mình đi có được không? Được rồi. Mình tin tưởng mọi người. Bây giờ mình sẽ rời khỏi đây. Nếu như mình ở đây và bạn bè mình bắt gặp mình thì kế hoạch của mình sẽ thất bại. Gặp mọi người vào ngày mai nha. Nói thiệt là Kem sống tùy hứng quá. Vậy nên Kem mới đặc biệt hơn người khác. Mình phải đảm bảo rằng không có bạn bè nào nhìn thấy mình. Kem. Ellie, hôm nay cậu bận rộn quá. Mình gặp rắc rối rồi, không có chỗ nào để trốn hết rồi. Phải, mình kiểm tra ở đây xong rồi, mình cũng vừa từ cảng ra đây. Mình thấy rồi. Cẩn thận nha. Bye Ellie. Mình không nghĩ là đi bộ cũng gặp được bạn bè của mình nữa. Nếu như mà mình làm vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy mình. Được rồi, cậu chụp lấy. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng Polly. Để mình lượt cho. Chú nghĩ rằng cần thêm hàng rào bảo vệ nữa đó. Vậy thì con sẽ về trạm cứu hộ xem coi có không. Cảm ơn con. Hình như có gì vừa đi qua phải không chú? Có không, chú không chắc. Jin, có vấn đề phải không? Phải, giờ cậu phát hiện ra nên mình đã sửa xong rồi. Tốt quá rồi, vậy mình sẽ tiếp tục đi tuần tra. Được rồi. Thật khó để trốn như người bạn ở trong thị trấn. Dù sao đi nữa, phong cảnh ở đồi Eagle thật sự tuyệt vời giống như lời đồn. Tối nay mình sẽ phải ở lại qua đêm trên ngọn đồi này. Đứng ở một vị trí tuyệt vời như vậy, mình đột nhiên thấy mình giống như một nhà thám hiểm. Tuy nhiên mình phải thực hiện kế hoạch vào sáng ngày mai. Tốt hơn hết là bây giờ mình nên đi ngủ trước thôi. Ngủ ngon nha. Sao đột nhiên lại nổi gió vậy ta? Lạnh quá. Chúng mình về rồi. Chào mọi người. Mọi người tuần tra sao rồi? Không có gì để báo cáo gì thị trấn. Không có gì đặc biệt ở trung tâm thành phố. Mình cũng vậy. Nhưng gió hôm nay thổi mạnh quá rồi. Đúng đó, sao đột nhiên nổi gió vậy? Mình vừa mới kiểm tra lại dự báo thời tiết xong. Vì dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng chính xác. Tốt nhất là mọi người nên cảnh giác vào tối nay. Được.
sao lại thổi mạnh quá vậy? Mấy đứa vừa giúp đỡ lẫn nhau nha. Dạ. Tại sao đột nhiên nổi gió vậy? Lifty xong chưa vậy? Trời. Lifty, Terry, Bell. Tối nay nhớ ở trong nhà nha. Dạ. Không biết tối nay Kem sao rồi? Cậu ấy nói là tối hôm nay sẽ ở lại trong rừng thì phải tốt hơn hết, nên nói cho đội cứu hộ biết thôi. Phải. Nhưng Kem đã cầu xin mọi người giữ bí mật về chuyện này mà. Đúng vậy. Kem là một chuyên gia cắm trại, mong chắc là sẽ không có gì xảy ra đâu. Liệu có thực sự tốt hay không? Mọi người có vui khi gặp mình không? Chào buổi sáng, Jin. Chào buổi sáng. Wow, quá trời rác luôn. Đêm qua gió thổi rất là mạnh mà. Nhưng mà chúng ta may mắn khi có thể vượt qua an toàn đó. Đúng vậy, chúng ta rất là may mắn. Hôm nay là ngày Kem đến đây có phải không? Đúng vậy. Cậu ấy nói đến đây bằng thuyền nhưng không biết cô đến nơi an toàn hay không nữa. Mình sẽ hỏi thăm chuyện này khi đi tuần tra ở cảng. Được rồi, ý kiến hay đó. Mình sẽ quay lại. Chúng mình cũng đi ra thị trấn tuần tra. Gặp lại sau. Chào các cậu. Chào Bailey. Mọi người đang làm gì ở đây? Mọi người nói rằng họ đến đây gặp Kem vì họ lo lắng Kem không thể đến đây an toàn đó. Bởi vì đêm qua đột nhiên gió thổi rất mạnh. Đúng vậy. Thật ra mình đến đây cũng vì lo lắng cho Kem. Mình nghĩ với cơn gió hôm qua không phải bất cứ ai cũng được an toàn. Làm sao mà an toàn được? Với cơn gió như vậy dù ở trên cạn hay dưới nước cũng không an toàn. Nhưng Kem đã lên thuyền ngày hôm qua và vẫn chưa xuất hiện. Tụi mình thật sự lo lắng lắm luôn. Lifty nói là cậu ấy đã đến nơi nhưng lại không liên lạc được. Gì? Không liên lạc được sao? Có đúng vậy không Lifty? Chuyện này... Chúng ta có nên nói sự thật hay không vậy? Sự thật gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô nghĩ rằng chúng ta phải nói sự thật. Mình đã ngủ rất ngon trong một thời gian dài. Đây là nơi nào vậy? Cục đá chàng lại đâu mất tiêu rồi? Chuyện gì, Haley? Mình nghĩ có chuyện đã xảy ra với Kem. Mình nghe cô Bell nói rằng Kem đã đi đến thị trấn vào hôm qua và cậu ấy đã đi đến đồi Eagle để cắm trại. Cậu nói gì? Chúng ta phải tìm Kem ngay lập tức. Có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Được rồi, Haley, cậu đi vào rừng trước và tìm Kem đi. Tụi mình sẽ tới đó sau. Được rồi. Cứu dây! Có ai ở đây không? Cứu vậy! Kem, cậu đang ở đâu vậy hả? Cứu vậy! Thấy rồi! Kem bị kẹt trong nhà cắm trại của cậu ấy và đang lăn xuống một ngọn đồi với tốc độ rất nhanh. Mình không thể dừng lại được. Nhanh lên nào! Được rồi, Haley! Nhanh lên nào! Được! Haley, tụi mình ở ngay dưới chân đồi. Vị trí của Kem ở đâu? Cậu ấy sắp lăn xuống chỗ các cậu rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Kem ơi! Kem, cậu có sao không? Cậu, mình ổn. Wow, chắc là đau lắm đó. Cậu có ổn không Kem? Đây không là gì cả. Mình thật sự xin lỗi mọi người. Mình đã vô tình suy nghĩ ra một chuyện dại dột như vậy nên mới ra nông nổi như vậy.
Đúng vậy Kem, cậu đã làm hơi quá để kiểm tra tình bạn của mọi người rồi đó. Phải. Cậu không biết tụi mình lo lắng cho cậu cỡ nào đâu. Cậu làm mình thấy đau lòng như khi mất hết lốp xe vậy. Nhưng đối với mình thì bây giờ mình thấy rất hạnh phúc khi chắc chắn về tình bạn của chúng ta. Kem à, cậu phải kiểm tra thật kỹ mới được. Đúng đó Kem. Mà nè Kem, con có thể đi lại trong khi bị thương như vậy không? Con nghĩ rằng con sẽ phải ở đây một thời gian. Phải, có vẻ như cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Wow, một tháng sao? Cái gì vậy? Mọi người hạnh phúc khi mình bị thương hả? Làm gì có chuyện đó chứ. Tụi mình vui vì cậu sẽ ở đây một thời gian dài. Đúng vậy. Thiệt hả? Thật là tuyệt vời. Vậy thì mình sẽ coi là ai tới thăm mình nhiều nhất trong một tháng này. Cậu đang thử thách bạn bè hả? Trời ơi, bây giờ Roy cũng biết nói đùa với mình nữa chứ. Cái gì?